Bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội kiến Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Ho Nam Hong và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Den Rosario. Tại cuộc hội kiến Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Ho Nam Hong, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tìm kiếm những giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng để sớm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được tháng 3 vừa qua. Nhất trí với các đề xuất này, Phó Thủ tướng Ho Nam Hong cho rằng hai nước cần phối hợp và hợp tác chặt chẽ trong quản lý biên giới và không để vấn đề này ảnh hưởng tới tổng thể quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Tại cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert Den Rosario, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Rosario nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm cấp cao, trong đó có việc chuẩn bị cho chuyến tham dự hội nghị cấp cao APEC 2015 tại Philippines của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Hai bộ trưởng cũng nhất trí sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương lần thứ 8, cũng như đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, ngư nghiệp, văn hóa, giáo dục và du lịch. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Rosario đã tập trung trao đổi về hợp tác ASEAN và về vấn đề Biển Đông. Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp và nỗ lực cùng các nước ASEAN xây dựng thành công cộng đồng ASEAN, đề cao đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.